Hello, công trần xin chào quý vị và các bạn. Này, dạ hôm qua anh em mọi người cũng đứng chờ, các chị anh chị đứng chờ lâu quá mà không chờ được. Vừa là việc liên lạc cái này chứ sống con người thì con cũng biết rồi, không có thì thôi thông cảm bỏ qua cho chú. Dạ chú có hẹn mỹ trình là anh đâu, nhưng mà chú có số điện thoại muốn đi giữa chừng đó thì phải gọi. Dạ thì anh em cũng ghé thăm chú, mà chú có cái món gì đấy? Chú mới mua cơm hả? Cái này không phải mua mà đồ của người ta, người ta làm việc từ thiện á. À không phải là cơm. Dạ. Mà bánh nước. À bánh nước cần tự do. Dạ. Thì bán bây giờ ta thấy mình đi ta biết lâu rồi. Dạ. Giúp người ta giờ đã khá rồi, ta kêu mình lại rồi. Người ta nói thôi chứ bây giờ dùng bữa trưa đi giờ cảm ơn. Dạ. Cái lòng nhân ái con người mà mình được. Dạ. Chế. Dạ. À, hôm qua này anh chị em cũng ghé đây thăm chú, mà chờ lâu quá chú không có nhà. Dạ. Vừa anh em này cũng bên đây có anh Thanh bên thiện nguyện. Dạ anh ấy cũng ghé thăm chờ lâu quá, uống nước bên này chú, chờ chú hoài mà không thấy chú về. Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Trước tiên thì em nó quay thì nói đây là lòng nhân ái. Tôi nói quý vị nghe, tôi là một người khổ từ nhỏ đến lớn, không vợ không con. Yeah. Rồi sống ở đây cũng lòng nhân ái của những mạnh thường quân, nhưng mà đầu tiên tôi cảm ơn thằng em trước. Yeah. Em biết được cho các mạnh thường quân này biết đó là mang cái tình tâm không qua bất cứ một trung gian của chính. Cái này là cháu nói thật, cái này thì cháu cũng chỉ có đăng thông tin thôi. Biết rồi. Đây còn tất cả anh chị em này, cái này chú cái này của anh, của anh chị em chứ không phải của cháu. Dạ chú thế cho nên của cháu, cháu không có. Bây giờ phải nói là cháu không có gì cả chú. Dạ. Dù không có gì nhưng mà cái tấm lòng của con đã đưa lừa lên người ta mới biết được. Dạ thì cháu cũng chỉ có đăng thông tin thôi anh. Cái nhà này là nhà không phải của tôi. Dạ. Nhà này là nhà của người cho tôi ở thì. Dạ. Chú cũng tấm là chiều hôm qua. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chiều tối hôm qua chú. Chiều tối hôm qua thì cũng có thêm một số anh chị nữa cũng ghé đây. Dạ cũng mua ít đồ cho chú, nhưng mà chờ lâu quá chú cũng chắc là chú đi lượm với trai không có nhà chú. Dạ vì vậy anh em tụi cháu hôm nay ghé đến là mà cũng còn mà chú biết mà còn một thùng sữa mà anh em tụi cháu cũng quên mang đi, thì một hai ngày tới cháu ghé cháu gửi chú sau ha. Dạ chú uống đi cho nó mát. Ra cái áo này là cũng có những bạn thường quân cho nha, chứ phải áo của tôi á. Chú trong chú bỏ bớt cái này cho nó gọn chút, nó thoáng chú. Chứ không phải có cái gì để kiếm người phù hòa thêm tí nữa. Phù hòa. Dọn cái một mình chú sẽ dọn được. Dạ. Mấy chục năm rồi nha chú, chứ phải mới đây đâu nha. Trong này mấy chục năm luôn à? Cũng biết đó. Không có gì mà thì lấy anh em cháu ngồi chờ lâu quá, ngồi quán nước bên này. Thì cô mới mua nhà đó, cô mới về đây. Đúng rồi, đúng rồi. Nước. Dạ đúng rồi, nhưng mà cô quán nước thì cô cũng nói rất nhiều về chú. Cô, dạ. Thèm cà phê là cô không tính tiền. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đúng rồi. Buôn bán này cô ấy, cô nó không là phải không? Dạ đúng rồi. Thế là lòng nhân ái con người mà. Dạ. Ta mới về, ta cũng hỏi thăm ở đây, khu vực ở đây ta cũng biết rồi. Dạ. Nếu mà ở mà không đúng nó thiên nói chính quyền nó xuất đi liền. Đúng rồi. Không có cho ở. Không ai, cô ấy cũng nói là chú cũng rất hiền. Đấy, nên là nhìn là cuộc sống cũng rất khó khăn. Dạ. Không có đụng chạm ai á. Dạ đúng rồi. Bây giờ mấy người có thay cách nhà cửa, mấy người cũng mang tới đây thì tôi là có đổ, nhưng mà nói tôi một tí. Dạ. Chứ mình có coi như bình thường. Dạ. Sáng chú đi từ mấy giờ chú? Nó tùy theo lúc à. Dạ, tùy theo lúc. Cái lúc mà đi đâu có phải là đi mà theo người ta mà làm ăn là đến giờ vậy đâu. Dạ. Tức là lý ngô hứng. Dạ. Tức là kêu đi giờ nào mình đi. Dạ. Giờ chú hôm nay cháu thấy chú có một đồ rất đẹp. Áo của mà chú mới cho anh
cho. Áo mạnh thường quân mới cho luôn à? À dạ. Đồ cho không à? Cái dạ. Đồ cho chú là chú có dạ. Nhiều ấy. Mình... Dạ. Hôm nay chú bệnh khỏe hẳn chưa chú? Mới bớt rồi. Bớt rồi hả? Dạ. Cái này chú có nhu cầu cần nấu ăn hay là cần gì không chú? À, có cái bếp này được rồi, đừng có gì lắm phiền nữa. Chú có bếp chưa? Đó, cái bếp nằm ở dưới đó trên đó. À, hôm nay mới hôm nay chú mới tạo cái bếp ga. À? Hôm nay mới thiết kế được cái bếp ga nhỏ nhỏ. Ủa mini ta, ha. Mà Trường Quân ta đưa tao cho xài đó, ta cho... xài rồi nó đưa cho xài chứ. Dạ. Cái này chú có ga không? Có ga không? Có ga không? Có ga hả? Mà chưa đổi. À chưa được ga nào. Đây. Nó ra mình nói đâu đó, trong nó có một bình ga rồi nhưng mà mấy bình này mình không còn. À bình này hết ga ha. Ờ đúng dạ. Rồi, chú phải đổi bình mới cho an toàn chú. Thì đổi. Chú đổi bình này xong mà nói thế, phải nói người ta là đưa bình mới ha. Hết rồi. Mình dạ. Dạ đừng có lấy bình cũ, phải lấy bình mới. Bình mới chứ bình cũ nó bị nổ một lần rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, lộn nguy hiểm lắm. Ở đây nó cháy là thua luôn đấy. Chạy cái gì? Đây. Bây giờ chờ cứu cho mình tới là mình đóng cửa rồi mình đi rồi ba cái gì mà nó dễ bốc cháy thì mình dẹp hết. Dạ. Đó, thế đó. Tôi nói đồ mấy chục năm rồi giờ đừng có vô nó buộc xong rồi. Mấy chục hùng kìa. Cái này, đó, đó cái đó, đó. Cái mà chú đang nói là tôi đang đây, nghĩ về nó đó. Đây, cháu đó, thấy cái miếng. Cháu hôm bữa cháu xuống nó sụp một cái là chết. Hôm bữa cháu cũng thấy tải, nó chạy nặng quá nó rung đường nó. Đây, hôm bữa cháu cũng thấy cái miếng cái cục gạch này nó cũng sắp sập rồi. Tương lai nó cũng sớm muộn nó cũng sập à. Nó đã ngã nghiêng hết trong nửa rồi thấy nó hở ánh sáng mặt trời đó. Thế này tối chú ngủ đây nóng này sao mà chú ngủ chú? Nhìn mọi người. Đấy, nó nóng thì mình phải chịu thôi. Nó quy lịch. Nhưng mà con nói chung là giờ tụi con xuống đây tụi con muốn xin điện cao với chú được không? Hả? À, ý anh nói của người ta, không biết chú hiểu không? Người ta ý xài dư sức cho chợ nhưng dạ, mà chú đấy, nhờ cái là đấy, bao nhiêu người giúp đó, tôi nói thiệt cho mày một người đâu. Dạ, thì đó. Nhưng mà với điều kiện là tính khoảng bao nhiêu ý tôi nói là không xin là chú nghe há, chú, xài, trả. Chú nghe anh rồi. Có nghĩa là ý anh Thanh bên này anh muốn giúp chú hiểu không, chú đi có cái này đi anh thiết kế nhờ điện của người ta hàng tháng chú xài hết bao nhiêu chú hiểu không, là anh em anh Thanh sẽ chịu chú hiểu không, có là chú nói với chú Thanh vậy nè, tôi nói thật chú làm á thì dư sức được mà ở lâu không là quan trọng, không thì chú ở đến khi nào chú ở cái đó chứ tôi nói trước nha tôi thật lòng lắm tâm tôi thiệt là không có tài vật không sai thì không phải ý là nếu mà không phải nếu mà xài thì không xài thì tôi có cái thông báo cho chú tôi gọi chú con cái là tôi nói là cái nhà này nó cũng sắp sập rồi nó sập phía sau rồi phía trước là nó trên miệng nó sập ở đó ba cái cột cà kèo nữa anh là nó một cái kèo chứ sau nó sụp bỏ sau nó sụp rồi nó chỉ là thì làm lại đâu có được không chú à được chứ cho làm không? Không cho ai không cho bây giờ là chú nói là chú là người thì cái này chú đúng ra được thì chú mới làm được không bây có sao hết đó bây giờ gỡ ra đúng rồi, gỡ ra không có xây lại gì đó chú không có sắt đó chú chống sắt bắn cầu này mới lên cao cho nó theo cháu như thế này theo cháu như này anh Thanh anh muốn bàn với chú một ý tưởng như thế này còn cái nhà này nếu chú còn nhờ được người ta chú hỏi được người ta hoặc người ta sẽ cho chú ở một thời gian dài nữa chú hiểu không? Là có là anh ấy sẽ gọi là bỏ tiền để sửa sang lại cho chú có nghĩa là không phải xây mới chú nhưng có nghĩa cái mái này bây giờ nó sắp sập mà rất nóng chú cái đây là bà rô xi măng rất nóng mà rất sập thì bây giờ anh ấy, ý anh muốn dỡ cái bà rô này ra anh lập tôn và lập cách nhiệt cho chú cho chú mát không bị nóng và xây lại cho chú cái hàng gạch này chú hiểu không? Đấy cái hàng gạch hiện nay rất nguy hiểm luôn đấy thì ý chú sao được dạ lấy chú 100% luôn dạ chú làm như vậy á tôi xin lỗi ở đây ai cũng ủng hộ tại tôi ở đây ai cũng biết rồi không có người nào mà vì nhiều cái sự cho chú mà vô tình cái người ta này kia không ủng hộ lắm á không ở đây không có ai nghĩ về bày đâu người ta biết mà chú biết là nhiều khi anh em tụi con cũng làm theo cái tâm thôi chú ạ. Đúng. Mà nhiều khi nhiều người ta không hiểu người ta nghĩ nọ kia thì nó cũng phiền hà lắm chú không có làm cái gì ở đây là không có ai nghĩ gì đó người nào nghĩ người đó bày ở đây ta biết hết trơn rồi đây một căn nhà siêu vẹo này đằng sau nó cũng đổ hết rồi không chị nói là chú đây này không có
Đây, kính thưa quý vị các bạn, đây không có một cái loại gì có giá trị các bạn. Đấy, rất nhiều những thứ ba thứ chai lọ không, không có gì có giá trị các bạn. Này, nón bảo hiểm quá trời luôn, chú đi lượm mà cái trên mấy chục năm rồi, cứ lượm là cái chú về chú bỏ đây các bạn, mà chú không có bán. Nhà không nước không điện. Đây là một căn nhà gọi là thời đại 4.0, 4.0 là không hết, đấy, không điện không nước, không nấu không ăn gì cả. Căn nhà này không những như vậy là còn siêu vẹo, ở trong này rất nóng chú. À, nó còn nóng lắm, may là bị bể sâu, gió nó thổi nó còn nóng. Hiện nay căn nhà rất nóng. Không ghê lắm, chiều sao nổi mà ở được. À, chú, chú có một ước mơ gì về sau này, tương lai gì sau này không chú? Ước mơ gì nữa? Ước mơ của tôi là không mơ ước, nhưng mà tôi chỉ mong làm sao á, các chú cứ đầy lòng nhân ái, làm những công việc cho những người khổ hơn tôi, là khổ như tôi, tôi mừng rồi. Đó, chỉ cần tiếp theo con đường đó thôi, chứ không mong gì. Không, mà thời gian khoảng bao nhiêu lâu có bền bỉ không là do ý trời. Không có cái gì luôn. Trong này nóng này thì chú không biết là không điện không quạt này, một tối mới không biết chú ngủ kiểu gì. Trời tối rồi ra ngủ này, chú ngủ là chú nằm đây cho cái đồ này nó ủ chú đang lên sốt luôn này. Đây nè, lấy cái quạt tay á, quạt quạt tay không quạt không ủ luôn. Quạt bởi cái nhiệt này nó bốc lên mấy, mấy chục năm rồi. Cái này chắc không nghe chú rồi, cái này cũng nói thật chú nhà đâu này á, con này xe nát đấy, chú dọn hết đi chú. Được không chú? Được, trời ơi, xe lát nó đổ đi là nhiều. Có nghĩa là chứ chú ở này thấy nó trong những cái này nó không cần thiết chú. À, mấy cái này là dọn đi hết. Dạ, bỏ bớt được cho nó thoáng chú. À, mình ở cho làm một cuộc sống mới chú. Sống mới, đổ mới này. Dạ, đúng không? Nhờ anh em xuống nữa phụ chứ còn... Chứ không... Dạ, đúng rồi. Tại chú có phụ vậy á, chú phải đi có người sẽ... Dạ. Chú cất tiền đi chú. À, cái số tiền này chú, cái số tiền này là anh em hỗ trợ chú, chẳng những lúc chú ốm đau, chú không kiếm được tiền, chú dáng để mua thuốc mua men, ha. Con khổ lắm á, nhưng mà chú. Cái đó là cái kính thưa cô bác anh chị, có lẽ video mình cũng xin kết thúc tại đây. Mình xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nếu thấy video mình hay, đừng quên đăng ký, chia sẻ, nhấn like đang giúp mình để ủng hộ mình, cho mình có những động lực làm những video tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn mọi người.